Mời các bạn đón xem bộ truyện Dụ địch thâm nhập, tập 2. Điện hạ, mọi chuyện đã sẵn sàng, giờ chúng ta cần chờ ngọn gió đông nữa thôi. Chỉ cần thành công, ắt sẽ thành công. Thực sự, phải đến mức này sao? Đương nhiên rồi. Nhiếp chính vương mong mỏi mẫu phi của người, hiện giờ trong vương phủ vẫn treo tranh vẽ mẫu phi của người đó. Người lại có dung mạo giống ngài ấy vô cùng. Hóa trang thành như vậy tuyệt đối không có vấn đề gì. Nói thì nói vậy, nhưng cũng không cần, mặc thành thế này đâu mà nhỉ. Đây cũng chỉ là để đảm bảo không có sai sót gì thôi ạ. Thế nếu mà sai sót là bán ta đi luôn chứ gì? Ta đường đường là vương gia, vì sao phải chịu loại khổ cực này chứ? Khụ khụ, bổn vương cảm thấy chắc vẫn có. Điện hạ, chằm chằm. Thôi vậy, tổ xuất chứng chẳng còn. Trời giao cho ta trách nhiệm lớn lao, ý như sắt chí như thép, mặc nữ trang thì có sao, vì đại cục phải không từ thủ đoạn. Thân là đệ đệ duy nhất của Hoàng Huynh, gánh trên vai trọng trách của Giang Sơn xã tắc thì phải chịu được những gì người thường không thể chịu. Mặc đồ nữa thôi chứ có gì đâu mà phải xoắn. Nhiếp chính vương, Úc Tứ. Nhiều năm không gặp, sao hắn lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Chơi lớn vậy sao? Trước kia hè nóng chảy mỡ hắn cũng vẫn ăn mặc kín mít, sao bây giờ lại hở hang hớ hênh thế kia, thật không ra thể thống gì cả. Ngươi, tiến lên đây. Hai năm không về kinh, chắc hắn không biết mình về đâu nhỉ? Cũng không tới mức vừa liếc đã nhận ra mình đâu ha. Ba bước trong kế hoạch. Bước 1, lấy sắc để dụ. Nâng, căng thẳng. Thắt lưng của cô nương. Mềm mại thật đấy. Bắt đầu rồi à hà. Đúng là dâm tặc mà, háo sắc thật đấy. Vậy ta theo ngươi tới bến luôn. Bước thứ 2, đánh thuốc. Trước khi đến mình đã nhuộm kỳ hương lên quần áo. Nhiếp chính vương thích là tốt rồi.
chỉ cần chịu đựng một lúc thôi. Là mình có thể biến thủ thành công. Mắt của cô nương linh động quá. Hai ta vừa gặp mà như đã quen, lẽ nào kiếp này hai ta được trời độ tiếp tục tiền duyên sao? Quả nhiên là cao thủ tình trường, miệng thốt ra mấy lời ngọt xớt, chân chu như bôi dầu. Động tác cũng rất thành thạo. Nhìn